nay mình sẽ vào mô đun thứ hai, kỹ thuật nâng cao các ghép ảnh ngoài trời và xử lý ảnh trong phòng. Thì trong mô đun thứ hai này mình sẽ có hai mục, mục 2 và mục 2.1. Thì trước tiên này mình sẽ đến với mục 2 là mục ghép mây. Trong mục ghép mây mình sẽ có 3 mục, là một là mục ảnh mẫu, hai là mục mây, mục dữ liệu mây để anh em mình ghép. Mục thứ ba là mục thực hành. Thì đầu tiên anh sẽ xem qua mục mẫu một chút. Thì trong mục mẫu này mọi người mở lên nhé, mục mẫu tất cả các mục mô thứ hai đã đăng lên trên group rồi, thì mọi người tải hết tất cả về, trong nó sẽ có dữ liệu mục mẫu và mục thực hành cho mọi người có thể bỏ file ra thực hành. Thì ở trên này mọi người chú ý này, ở đây sẽ có một cái bức ảnh, một số bức ảnh ở đây sẽ có một số bức ảnh sử dụng qua hàm OLAP, không phải là ghép mây nhé. Thì trong Photoshop của anh em mình sẽ có hệ CMYK, hệ màu RGB và hệ màu LAP. Với hệ màu LAP thường thường là anh mình rất ít sử dụng, nhưng mà chú ý với hệ màu LAP này thì cái nhiệt độ màu, áp lực mực nó cực kỳ mạnh. Trên hệ màu LAP nó chỉ có hai kênh màu AB thôi, nhưng mà áp lực màu nó rất là mạnh. Đấy, thì với những bức ảnh này mình thay đổi màu chỉ cần sử dụng trên hệ màu AB này thôi, không cần phải sử dụng trên Lightroom và Camera. Thì cái hệ màu LAP này em sẽ chỉ cho anh em trong một cái module phụ. Đấy, thì mọi người xem qua những mẫu này nhé. Thì đây là không phải mẫu ghép mây mà đây là mẫu xử lý trên hệ màu LAP. Còn bây giờ mình sẽ xem một số ảnh mẫu ghép mây. Đấy. Đấy, thì mọi người thấy là bây giờ mình phải làm sao ghép mây để thật nhất, nhanh nhất. Đấy, thì đây có ảnh mẫu để cho mọi người tham khảo. Và chú ý có một cái là ở Việt Nam mình thường thường là anh em khi mà ghép mây ấy, mọi người thường thường chỉnh một cái file ảnh, mình sẽ chỉnh ghép ảnh, file ảnh cần ghép mây của mình sẽ chỉnh đến một cái bức rất là đẹp. Có nghĩa là mình chỉ tập trung vào chỉnh bức ảnh đấy đẹp. Sau khi mà mình chỉnh bức ảnh sau đấy đẹp thì mình mới quay ra tìm mây, thì lúc đấy rất khó để tìm được mây phù hợp. Đấy, thì mọi người phải chú ý điểm này nhé. Nên là trước khi ghép mây mình phải định hình được là cái bức ảnh của mình chỉnh màu với và phần mây ghép vào nó sẽ chỉnh ra cùng với tông màu của nhau. Thì khi đó mọi người ghép mây vào rất là thật. Chứ nếu mà mọi người cứ chỉnh tìm cách chỉnh bức ảnh ra rất là đẹp, sau đó mình tìm mây mình ghép thì không tìm được mây phù hợp. Thì lúc đấy ghép ghép rất là khó nhá. Đấy, thì mọi người đây là bức ảnh này. Người ta đưa bức ảnh này tất cả về một màu nắng. Đấy. Và sẽ người ta ghép mây vào, cũng là cái mây nắng không? Trên bức ảnh này lá cây là màu vàng. Thì với cái trời người ta sẽ tìm một cái mây là trời nó hơi vàng và tím một chút. Thì khi đó ghép vào thì cảm giác nó gì sẽ rất là thật. Đấy. Thì mà phải chú ý điểm này nhé, mình nên nên tìm trước khi mình chỉnh sửa ảnh và mình có ý định ghép mây thì mình phải nên tìm mây và bức ảnh đưa về cùng một tông màu, sau đó mình ghép thì nó mới thật được nhé. Thì đây là một ảnh mẫu, thì mọi người mở một mẫu lên để xem. Còn ở đây có một mây, trong một mây này thì dữ liệu mây thì em lấy để tạm hai mục, một mây đêm và một mây ngày lên. Thì ở đây là một số ít trong 150 GB thôi, còn rất là nhiều mây khác nhau thì em sẽ đăng lên trên mục dữ liệu sau. Còn chỗ này sẽ đủ cho anh em mình thực hành, đủ mây cho anh em mình thực hành và làm chỗ phần thực hành này. Đấy, thì ở đây mọi người mở một thực hành lên nhé, và em sẽ làm mẫu cho mọi người một số file. Ở đây mình sẽ làm hai file, một file đêm một file ngày để cho mọi người hiểu cái cách làm là như nào. Đấy, thì mình sẽ cho ảnh này ra shop. Thì ở đây em nói luôn, với cái cách ghép mây này nó cũng rất là hay và cực kỳ nhanh, nhưng không phải là duy nhất. Nó sẽ chỉ có cái ghép mây này mà còn rất là nhiều cái ghép mây khác, thì mọi người có thể lên trên YouTube hoặc lên Google mình tìm kiếm cái ghép mây, thì nó có rất là nhiều cái ghép mây khác nhau, nhưng mà cách ghép mây này rất là hay, nó gần như là cực kỳ độc quyền. Vì cái ghép mây em học của người Trung Quốc, thật sự là nó rất là nhanh. Trong bước ghép mây mà mình để lâu thời gian quá, ví dụ là anh em mình mà với bức ảnh mà cứ cầu kỳ ghép mây mất khoảng độ 10 15 phút thì thường thường là anh em sẽ lười và bỏ qua. Nhưng với cái ghép mây này khi mọi người làm quen làm chủ được nó thì mình sẽ ghép mây chỉ từ 2 5 phút là mình sẽ được ghép được cái mây hoàn chỉnh rất là đẹp và rất là chi tiết. Đấy, còn chi tiết nào thì ở đây anh em mình sẽ để ý vào đây nhé. Thì với bức ảnh này mình đầu tiên mình sẽ nhân bức ảnh này lên một lớp này, mình sẽ nhân bức ảnh này lên một lớp à, mình sẽ nhân lên lớp lên một. Sau đó mình sẽ dùng điều khiển ánh sáng, mình điều khiển ánh sáng làm sao để cho bức ảnh này phần mây gần ghép và phần cảnh ngoại cảnh của mình chính là phần lá cây này và chủ thể của mình sẽ tách nhau nhất có thể. Thì ở đây với bức ảnh này là bức ảnh cũng tương đối dễ, thì mình chỉ cần sử dụng đến cover thôi. Cover ấy là Ctrl M, mọi người sẽ ấn Ctrl M. Và trên cover này mình sẽ sử dụng trên hai đầu mút là highlight và shadow.
Đây thì đây là highlight, mọi người xem lại mô số 4. Đây là highlight. Còn đây là shadow. Khi mình nâng highlight và dìm shadow xuống thì cái bức ảnh lập tức nó được tăng cái độ tương phản lên. Tăng độ tương phản lên. Tăng độ tương phản lên để cho cái bức ảnh này, cái phần mây và phần lá cây của mình nó sẽ tách nhau hoàn toàn. Để giờ mình chọn nó sẽ dễ hơn. Đấy, sau khi tăng độ tương phản của bức ảnh lên, mình sẽ vào phần select. Nó thuộc thuộc menu của Photoshop thì mình vào select. Select. Trong phần mục select mình sẽ vào phần color gen. Color gen. Đấy, color gen vào đây mình sẽ dùng cái ngòi bút đầu tiên. Trong này có ba ngòi bút cộng trừ thì mình dùng ngòi bút đầu tiên này. Và mình chấm vào cái phần mây để mình tách cần tách ra ấy. Mình sẽ chấm vào đây. Và trên phần Fuji này mình sẽ để với thông số phù hợp. Để tầm khoảng với bức ảnh này mình sẽ để tầm 170 là đẹp. 170. Còn với lại phần là để quyết mắc, chúng ta có người để lâu, có người để quyết mắc, để quyết mắc để mình nhìn thấy nó dễ. Cái phần màu đỏ chính là phần mây mình đã chọn được. Đấy thì ở đây mọi người để thông số là 170 nhá. 170. Ok. Thì khi ra shop mọi người thấy này, dù cái nẹ kẽ lá nhỏ nhất với cái kẽ lá nhỏ nhất, những cái nhỏ nhỏ li ti thì mình vừa dùng cái cách phần select và color gen này chọn thì nó sẽ ăn rất sâu vào chi tiết. Nên là tí mình ghép mây vào nhìn sẽ rất là thật. Đấy, sau khi mình ok mình nhìn thấy này, ở đây mọi người nhìn thấy này, còn mỗi khoảng này nữa anh em mình chưa chọn được hoàn toàn thì mình sẽ phải làm thêm một lần nữa. Thì trước khi làm nữa mình sẽ quay lại lớp background, mọi người chú ý ở đây mình phải quay lại lớp background nhân nhá. Mình sẽ quay lại background, mình sẽ nhân lên một lớp. Đấy, vì sao phải quay lại background lên lớp, vì khi mình tách mây là mình muốn ghép mây vào bức ảnh dưới chứ không phải bức ảnh trên nhé. Bức ảnh trên chỉ có tác dụng là điều khiển ánh sáng, sau khi mình tách được hoàn toàn mình sẽ xóa đi. Đấy, mình vào đây mình sẽ giữ Ctrl click chuột vào cái lớp layer vừa mình nhân lên được, mình thấy này. Còn một cái khoảng này nữa mình chưa chọn nó được. Thì mình lại phải quay lại lớp layer 1. Và mọi người sẽ dùng cơ bơ tiếp. Mình sẽ nâng sáng lên. Đấy, mình nâng sáng lên thì mọi người thấy là cái phần lá cây này, lá cây của mình ấy, mấy phần trời nó tách nhau rất là nhiều. Ở đây mình lại quay lại tiếp tục vào select color gen này, mình chọn tiếp cái phần mây còn lại, mình chấm vào đây. Thì ngay lập tức mọi người thấy này, đã chọn được hoàn toàn cái phần còn lại. Và những cái phần dưới mình đã chọn được rồi thì mình bỏ đi nhé, mình dùng ngoài là mình bỏ đi nó tool này. Đấy, và mình ngoài là mình sẽ bỏ vùng chọn này đi, bỏ những vùng mình đã chọn được trên cái lớp layer 2 kia. Sau đó mọi người sẽ quay lại lớp background, mình sẽ nhân này, quay lại lớp background mình sẽ nhân cái phần mây còn lại vừa mình chưa tách được, mình sẽ nhân lên. Chú ý mọi người không tạo feather nhé, nếu mọi người tạo feather đây sẽ bị lỗi ngay. Và mình đã tách được hoàn toàn phần mây cần ghép khỏi bức ảnh này thì mình sẽ quay lại lớp layer 1 và mình xóa đi. Dán layer 2 và layer 3 vào nhau. Ctrl E. Đấy, ở đây mình sẽ giữ Ctrl và click chuột vào đây, mọi người thấy là đấy, tất cả phần mây gần chọn mình đã chọn được gần đã hết. Dù cái lá nhỏ nhất mình cũng chọn được. Có duy nhất một cái nữa ở đây là thì nó ăn vào phần chủ thể của mình, ăn vào phần chủ thể râu rẻ thì mình sẽ phải tạo được path rồi mình cắt đi. Đấy, thì mình sẽ tạo được path rồi mình bỏ vùng chọn này đi. Đây, mọi người sẽ tạo đường bát, thì ở đây mọi người phải cắt đường bát, mình nên cắt cẩn thận nhé, đừng để nó phần mây ghép tí nó ghép ăn vào mặt của râu rẻ hoặc ăn vào quần áo râu rẻ, nên mình cắt đường bát cẩn thận một chút, cứ phần nào nó ăn vào thì mình bỏ đi. Đấy. Nên là mọi người chú ý chỗ này mình phải cắt đường bát cẩn thận một chút nhé, không nó sẽ nẹm vào phần da mặt hoặc nẹm vào phần tay của râu rẻ hoặc là một quần áo, thì khi mình ghép mây vào nó sẽ ăn vào đây thì nó sẽ rất xấu, nên là mình phải tạo đường mask cẩn thận một chút. Để mình bỏ cái vùng chọn này đi. Đấy, bỏ vùng chọn thì mọi người giữ Ctrl Alt Enter nhé. Ctrl Alt Enter là bỏ vùng chọn, Ctrl Shift cực là nó cộng thêm vùng chọn. Đấy thì mọi người thấy là bây giờ cái phần mây ghép mình đã tách ra hoàn toàn được rồi. Ở đây mình sẽ tạo feather là một. Và mình nhân lại lớp background lên nhé, nhân lại lớp background lên. Tiếp tục quay lại lớp layer 2 thì mình sẽ xóa đi. Xóa cái lớp layer 2 đi. Đấy, thì ở đây mình đã tách được cái phần mây cần chọn. Giờ tiếp theo của mình ấy chỉ là đi chọn mây và ghép vào đây thôi. Rất là nhanh ạ. Đấy, thì mình sẽ vào phần mẫu. Đấy, mẫu mây đi. Thì trong này sẽ là mây ngày, thì mình sẽ chọn một cái mây nào nó hơi vàng một tí một chút. Trong này có rất là nhiều mẫu mây vàng và tím thì mọi người chọn bất kỳ. Cái này cũng được. Đây cái này cũng được, cái này sẽ hợp hơn.
Thì cái này nó có vần mặt trời này và vần mây tím vàng, thì mình ghép cái mây vào sẽ rất là thật. Đấy, thì mình sẽ dùng ngoài mờ, mình chọn cái phần khoảng mây này, ngoài mờ và Ctrl C này. Mình copy và mình paste vào đây. Sau khi paste xong cái ảnh này thì ở đây mình ấn chuột phải nhá, click Vmax. Mình ấn chuột phải này, click Vmax để cho chui cái lớp mây này vào cái lớp mây vừa mẫu này, và mình sẽ cho nó chui vào cái lớp vừa mình đã, mây vừa mình đã tách ra mình để mình ghép thay mây rồi. Thì click Vmax này, chúng tắt là Ctrl G đấy. Đấy, và mọi người thấy đấy, cái phần mặt trời đang nằm đây thì mình đảo ngược lại. Mình ấn chuột phải và mình đảo ngược lại. Đảo ngược lại và kéo phần mặt trời nó về cái khoảng này. Đấy, như mọi người thấy này. Dù là cái lá rất là nhỏ li ti thôi. Đây. Rất là nhỏ li ti thì phần mây nó đều chui vào được. Nên là với cách ghép mây này nó rất là thật. Rất là thật và rất là nhanh nhé. Sau khi mọi người làm quen thì sau này thì mọi người làm với bức ảnh ghép mây nó chỉ mất 2-5 phút thôi. Không quá nhiều thời gian đâu. Chủ yếu là mất cái công chọn mây thôi. Đấy, thì ở đây mình sẽ để opacity thì mình sẽ để thích hợp, giảm phần trăm đi một chút để cho nó thật hơn. Và mình quay xuống lớp layer 3 này, mình tạo cho nó một cái layer mask, tạo mặt lạ này. Layer mask thì mình ấn vào phần máy ảnh là phần layer này. Layer mask. Ở đây mọi người sẽ dùng ngoài G này, Garden này. Đấy, mình sẽ dùng ngoài G, Garden Tool ấy, và mình sẽ vẩy lại, mình sẽ lấy lại một phần nào của những cái lớp mây cũ ấy, giúp bức ảnh nó sẽ thật hơn, nó không còn những cái đường viền răng cưa như này nữa. Đấy, thì ở đây mình sẽ ngoài Garden Tool và mình sẽ chọn cái thông số như sau. Với phần này mình sẽ chọn đen trắng là Black White. Phần chọn màu này mình sẽ ấn vào Black White cái thứ ba này. Đây, Black White này. Đấy, mình sẽ ấn vào Black White. Ok. Tiếp theo, sang phần này nó có mấy cái ô vuông là vùng chọn này, thì mình sẽ chọn ô vuông thứ hai. Đấy, ô vuông thứ hai nhé, mọi người nhìn thấy nhá, nó có phần trắng ở giữa ấy. Phần nem mút này chế độ trộn mình sẽ để là multi. Đấy, và dùng ngoài G mình sẽ vẩy lại, mình sẽ vẩy lại đây, mình sẽ lấy lại một phần nào của lớp gốc bằng cách vẩy này. Mọi người nhìn thấy này, lập tức mình thấy là những cái chi tiết này, những cái đường vân trên lá cây nó đã được lấy lại, nó lấy lại một phần nào của lớp gốc thì giúp bức ảnh nhìn nó sẽ thật hơn. Đấy. Đấy, ví dụ như là phần này thì mình ghép mây vào thì cái phần mây nó ăn mất phần mặt trời thì mình vẩy lại để cho phần mặt trời nó lộ ra thì giúp ảnh nhìn nó thật hơn. Đấy, mình vẩy lại một phần nào mình cảm thấy mình muốn lấy lại thì mình vẩy lại một chút. Đấy, và mọi người so sánh này. Đấy, với cái ghép mây này thì giúp mọi người làm nó rất là nhanh. Mục đích của cái ghép mây này nó làm cho mọi người làm rất là nhanh, có rất nhiều cái ghép mây khác nhau, nhưng với cái ghép mây này giúp mọi người làm cực kỳ nhanh và rất là thật. Thật vì sao? Vì khi mình dùng cái điều khiển ánh sáng này thì mình đã tăng độ tương phản của bức ảnh lên, thì nó làm cho bức ảnh này những cái vùng chọn của mình cần chọn nó sẽ tách tách với chủ thể của mình. Sau đó mình lại dùng color gen nữa, thì với cái chọn color gen thì nó ăn sâu vào từng chi tiết nhỏ của kẽ lá, nên khi mình cho mây vào nó rất là thật. Đấy, và đấy là cái phần mây này, dù cái kẽ rất là nhỏ nhưng nó đều được chui vào, đều chui vào, nên làm cho mình ghép mây với cách này nó rất là thật và cực kỳ nhanh. Sau đó mọi người làm cái ghép mây này nó chỉ mất khoảng 2-5 phút thôi, 2 đến 5 phút. Đấy, thì đây là một cái thứ nhất. Và bây giờ mình sang cái ảnh đêm để mọi người hiểu rõ hơn về cái cách làm này. Ảnh đêm thì mình sẽ vào thực hành. Đây, mình sẽ vào ảnh đêm. Đấy, thì vẫn như cái ảnh trước, thì bây giờ mình cũng phải nhân cái ảnh này lên một lần nữa, nhân ảnh lên một lần nữa, lên một layer mới. Đấy, mình nhân lên ảnh lên một lớp. Thì mọi người thấy với cái bức ảnh này mình dùng cách điều khiển ánh sáng, dùng cơ vơ trên bức ảnh này thì cũng không thể tách được cái phần mây xanh và phần trời, phần tòa nhà nó hơi cùng màu. Nếu mà mình dùng color gen trực tiếp ngay trên đây, đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng vào cả tòa nhà này. Đấy, thì mọi người phải chú ý nhé. Mình sẽ dùng điều khiển ánh sáng với hay là bất kỳ cách nào để làm sao cho phần mây và còn chủ thể mình sẽ tách nhau ra nhất, để khi mình dùng cái color gen thì nó giúp cho mình làm nó phải nhanh hơn. Chứ mọi người mà dùng cái này có thể dùng đường path cũng được, nhưng đường path thì nó cắt mất mất thời gian, và thứ hai là những phần kẽ lá nhỏ như như phần này này thì mình sẽ không chọn được vào. Đấy, thì ở với bức ảnh này mình sẽ dùng cách sau như sau. Mình sẽ vào camera Canusia, vào camera và mình sẽ làm sao để cho phần trời, phần tòa nhà tách nhau nhất. Thì ở đây mình sẽ kéo hết hai line lên, mọi người thấy này, khi mình kéo hai line lên thì cái phần trời lập tức nó sáng lên. Và mình sẽ đổi màu. Khi mình đổi màu này thì cái phần trời gần ghép và phần tòa nhà sẽ tách màu nhau ra nhất. Đấy, mọi người thấy lập tức nó tách nhau nhất, thì tí mình chọn thì rất dễ. Ở đây mình cần dìm shadow xuống.
Đấy, mình dìm shadow và black xuống. Sang mình cơ vơ mình có thể lân sáng highlight lên một chút và dìm shadow đi. À, đến đây là mình thấy là cái phần trời là phần trời này và tòa nhà tách màu nhau ra rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ vào color gen, select color gen và mình chấm vào. Đấy, mình chấm và mình để thông số thấp thôi vì cái ảnh này nó không cần phải thông số cao. Mình để thông số thấp thôi, không phải cao quá. Ok. Đấy thì đấy, ngay lập tức mình đã chọn được cái phần mây này. Đấy, mình đã chọn phần mây này ra rất là nhiều rồi. Ở đây nó còn ăn một chút vào tòa nhà thì tí nữa mình sẽ bỏ đi sau. Đấy, mình sẽ quay lại lớp background mà mình nhân lên nhé mọi người, nhớ là mình sẽ quay lại background mà mình phần nhân phần mây vừa gần chọn lên. Tiếp theo quay lại lên một thì mình thấy còn những phần này, còn những khoảng này, click chuột cái nút chuột vào đây mình thấy là còn những cái phần này này là mình chưa tách ra được, thì mình lại phải quay lại lên một và mình điều khiển ánh sáng. Thì với phần còn lại thì mình chỉ cần dùng cơ vơ thôi, mình dùng cơ vơ để mình nâng sáng lên thôi. Ở đây mọi người dùng ASC, ASC để mình chọn nốt vùng còn lại. Chọn nốt vùng lại. Thì ngoài thấy là cái vùng còn lại của mình nó vừa nãy nó chỉ còn là những cái khoảng rìa này thôi, nên những cái khoảng này mình có thể dùng gọi là tool để mình bỏ đi luôn. Bỏ ấy luôn, đỡ mình đỡ phải mất công tạo đường bát cắt chích, nó đỡ mất thời gian. Đấy, và mình nhân lớp background lại, quay lớp background mình nhân nó lên. Sau đó mình xóa lớp layer 1 đi. Và mình dán cái lớp layer 2 layer 3 vào nhau, chính là cái lớp 2 lớp mây vừa tách ra được, và mình giữ control này, click chuột vào. Đấy thì mình thấy là mình đã tách được cái phần mây ra này. Đấy, rất chi tiết, dù cái phần cái lá cây này nó đều ăn được sâu vào. Và đây nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình với bức ảnh này thì mình có những cái phần khoảng trống này, những cái điểm sáng tòa nhà nó hơi giống màu mây ấy, thì mình phải tạo được path, mình cắt xích đi, bỏ cái phần nào nó ăn vào tòa nhà thì mình cắt bớt ra đi. Đấy thì mọi người cắt thật cẩn thận nhé mọi người, cắt cẩn thận. Đây là em được làm cho mọi người xem, nhưng mọi người trong lúc làm mình cố gắng làm thật cẩn thận, cắt đường vát mất thêm một chút thời gian nữa thôi. Vì tòa nhà này, những tòa nhà là tòa nhà vuông nên đường vát mình cắt nó cũng rất là nhà, nó không lòng lòng gì cả, chủ yếu là đường thẳng nhiều. Nó ăn mà tôi rẻ mình bỏ lốt đi. Đấy, mình bỏ vòng tròn thì bằng cách như vừa nãy mình tự control alt enter, control alt enter nó sẽ bỏ vòng tròn này. Và đây mình sẽ tạo visor, bắt đầu dần mình tạo visor này nhá. Tạo visor là một và mình nhân lại lớp background, tiếp tục mình xóa lớp layer 2 đi. Xóa cái layer vừa mình đã chọn đi được. Và mình giữ control kích đúp vào đây mình thấy này. Đấy, với cách này thì mình đã chọn được hoàn toàn, dù cái chi tiết nhỏ nhất. Cái phần lá cây là tí mình ghép vào, nó vẫn còn cũng vẫn còn lá cây nên nó rất là thật. Thì mình sẽ quay lại tìm mây để mình ghép. Thì cái ảnh này ảnh đêm mình sẽ vào mây đêm, mình tìm mây đêm để mình ghép vào cho làm sao cho nó thật. Đấy thì ở trong này có rất là nhiều mây khác nhau, thì mình sẽ tìm một cái mây bất kỳ. Đây mình có thể tìm cái mây này. Thì trước khi ghép mây này vào thì mình nên đổi màu, mình nên đổi màu mây này về cái giống cái màu xanh blur là chốt, hiện tại đang xanh green hơi nhiều thì mình sẽ đổi về blur bằng cách vào camera này, kéo giảm nhiệt độ màu ấy, cộng một chút contrast để cho cái phần sao nó sáng hơn, đậm hơn một chút. Đấy. Và đây mình sẽ dùng ngòi mờ. Ngòi mờ mình chọn. Chọn là mình copy mình paste sang đây và mình tiếp theo mình clipping mask chuột phải, clipping mask. Ctrl G đấy, clipping mask Ctrl G để cho nó chui phần mây này vào đây. Đấy, và mình có thể để cả cái
Kiểu như là ở đây nó cái mái nhà, nhưng mà khi mình ghép đây mình thấy nó hơi giống tuyết chẳng hạn, thì mình có thể cao cao này cũng được, không sao cả. Đấy, cứ để độ cao lên một chút. Đấy, và ở đây mình thấy cái màu xanh này nó vẫn chưa giống được cái màu xanh phay cốc kia, thì mình có thể chỉnh tiếp Ctrl B đây, mình cộng một chút màu xanh đây. Đấy, như vậy. Và đây mọi người sẽ vào opacity mình giảm bớt phần trăm đi này. Đấy, mình giảm bớt phần trăm đấy khoảng bao nhiêu phần trăm thôi, 90% đi, 90 hoặc 85%. Và mình lại quay lại lớp layer 3, mình tạo layer mask, ấn vào máy này tạo mặt lạ và dùng ngoài G như vậy nhé, như vừa nãy dùng ngoài G, chọn black white ô vuông thứ hai. Và phần nền mút mình sẽ để multi opacity để khoảng 20 thôi, mình sẽ vẩy này. Đấy, lấy lại cái phần nào mà lấy ví dụ cái bóng đèn này mình sẽ vẩy lại, thì nó sẽ giúp mình nào cái ảnh nhìn cảm giác nó rất là thật, không bị giả. Đấy, thì mọi người thấy là dù cái chi tiết rất là nhỏ nhưng phần này thì mình đều ghép được và lấy lại được cái chi tiết của lá cây, của những cái cành cây này, nên nó rất là thật đấy, cái ghép mây này. Và mọi người chú ý mình phải làm sao thật nhanh nhá, mình phải làm cách nào thì làm, mình phải làm thật nhanh để mình tránh bị lười. Ví dụ cái này nó khi mà người làm quen chỉ mất đến 2-5 phút thôi, thì sau là mình làm album hoặc là làm ảnh truyền thông thì mình mới chịu khó ghép mây vào, còn không mình lại bỏ qua. Đấy, thì đây là một cái ghép mây cực kỳ hay nhá, cực kỳ hay với cái ghép mây như này, và gần như là độc quyền trên thị trường. Mọi người có thể xem trên YouTube hoặc Google sẽ không có tìm ra đâu một cái ghép mây như này cả. Ok, vậy em mình sẽ kết thúc cái buổi học ghép cảnh ghép mây ở đây.